Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay hé lộ nguy cơ từ việc Trung Quốc gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, Tổng tư lệnh lực lượng các lực lượng vũ trang Australia, tướng Angus Campbell vừa đưa ra một đánh giá ảm đạm về những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cảnh báo về tình trạng gia tăng các hoạt động cưỡng chế vào vùng xám. Phát biểu trong một sự kiện tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Canberra vào tối hôm thứ Tư vừa qua, ông Campbell nói, trên toàn khu vực của chúng ta, quá trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn đang được đẩy nhanh, chủ quyền quốc gia, luật biển, tự do hàng hải đều đang phải đối mặt với những thách thức từ cả các quốc gia cũng như các chủ thể phi quốc gia. Mặt khác, ông Campbell cảnh báo nhiều rủi ro kinh tế nghiêm trọng đang xuất hiện, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn. Các công nghệ tiên tiến phát triển nhanh chóng và các hoạt động vùng xám tiếp tục thử thách với phản ứng quân sự thông thường. Theo ông Campbell, bối cảnh khu vực như vậy càng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quân sự và an ninh giữa Australia và Nhật Bản. Ông cho biết yếu tố quan trọng của tuyên bố an ninh mới được ký kết giữa Thủ tướng Anthony Albanese và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida là người tham khảo ý kiến của nhau về những tình huống bất ngờ có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và lợi ích an ninh khu vực, đồng thời xem xét các biện pháp đáp trả, một bước tiến tự nhiên trong mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ song phương. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lòng biển đã diễn ra suốt nhiều năm qua và cũng quyết liệt không kém những cuộc đối đầu trên biển. Hiện tại, Trung Quốc đã và đang xây dựng một mạng lưới săn ngầm với các khí tài trên không, tàu chiến mặt nước, đặc biệt là hệ thống cảm biến và giám sát cố định trong lòng Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển một hệ thống giám sát tàu ngầm tương tự, máy bay săn ngầm thế hệ mới và thiết lập các đường dây liên lạc bảo mật giữa các tàu ngầm, trung tâm chỉ huy qua tần số siêu thấp 30 đến 300 GHz hoặc cực kỳ thấp 3 đến 30 GHz. Mới đây, tờ South Morning Post dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm ở tỉnh Hải Nam. Du Lâm là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Trung Quốc PLA và là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm tiên tiến của nước này. Nó cho phép hạm đội của Trung Quốc tiếp cận không chỉ Biển Đông, mà còn tuyến đường biển kéo dài từ Trung Đông qua eo biển Malacca đến Đông Á. Trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng Thiểm Tây Y-8 tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí của tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ phụ trách các hoạt động của PLA ở Biển Đông. Trước đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin PLA đang nối lại các hoạt động của máy bay săn ngầm Thiểm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm ở vùng biển này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Liên quan đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ nhận định, khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc dưới nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở Biển Đông. Để duy trì sự ảnh hưởng cũng như kiềm chế Trung Quốc, Mỹ từng cáo buộc Bắc Kinh gia tăng hành động khiêu khích chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông, cảnh báo rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm của Trung Quốc sẽ dẫn tới một sự cố hoặc tai nạn lớn, và điều này chỉ còn là thời gian. Minh chứng cho các tuyên bố của mình, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện của mình bằng các cuộc tuần tra hải quân, với lý do đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Song song, quân đội Mỹ gia tăng tần suất hiện diện của máy bay trinh sát trên Biển Đông. Đa số máy bay trinh sát quân đội Mỹ sử dụng là máy bay tuần thám chống ngầm P-8A, máy bay trinh sát không người lái MQ-4C. Thậm chí, theo Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông, SCFPI, các máy bay trinh sát của Mỹ đã mở rộng phạm vi do thám và chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc đại lục 29,46 km. Những hoạt động tăng cường chống ngầm của Mỹ không phải diễn ra thời gian gần đây. Còn nhớ cách đây 2 năm, sau vụ phát hiện một tàu ngầm nghi của Hải quân Trung Quốc ngoài khơi đảo Amami Oshima, Mỹ đã huy động tới Biển Đông gần như toàn bộ các loại máy bay săn ngầm cánh cố định đồn trú tại Nhật Bản. Cuộc chiến dưới lòng biển giữa Mỹ và Trung Quốc càng gay cấn hơn
khi tờ Defense News dẫn các nguồn thạ tin cho biết, Lầu Năm Góc nghiên cứu khả năng phát triển và đặt mua khoảng 50 robot tàu ngầm cỡ lớn cho mục đích giám sát dưới biển. Những robot này có thể giữ vai trò chủ động trong cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Mỹ và Nhật đã bắt tay thiết lập hệ thống theo dõi tàu ngầm hải quân Trung Quốc từ những năm 2000. Thực tế trên cho thấy, với vị thế là những cường quốc hàng đầu thế giới, cả hai nước Mỹ-Trung Quốc đều có những lợi thế nhất định để phát triển những công cụ phục vụ cho tham vọng, mục đích chiến lược toàn cầu của mình. Với những dạng khí tài thông minh như tàu ngầm robot, thiết bị lặn không người lái UUV sẽ được triển khai trong lòng biển để sẵn sàng tham chiến bất ngờ khi cần. Có thể nói Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Không những vậy, để níu giữ chân nhau, không cho nhau chiếm giữ vị thế độc tôn tại tuyến hàng hải quan trọng mang tên Biển Đông, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn gay cấn, quyết liệt hơn, không chỉ trên mặt nước mà còn dưới lòng biển sâu. Một trong những nỗ lực nhằm khắc chế Trung Quốc ở Biển Đông đó là bằng các hoạt động tuần tra tự do hàng hải FUNNOP của Hải quân Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, đây không phải là công cụ hiệu quả để đối phó với quá trình quân sự hóa lớn mạnh của Trung Quốc, bởi mục tiêu của Mỹ chủ yếu mang hàm ý thực thi quyền hàng hải được quy định trong luật pháp quốc tế và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, không nhằm ngăn cản hoạt động xây dựng bố trí cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo. Theo đó, thỏa thuận an ninh Mỹ-Anh-Australia AUKUS chính thức ra mắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2021. AUKUS được quảng bá như một thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng và tăng cường khả năng tương tác giữa ba quốc gia Mỹ, Anh và Australia. Hiệp ước an ninh AUKUS cho phép Australia có được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự giúp đỡ của Mỹ và Anh. Hồi tháng 4, lãnh đạo các nước tham gia AUKUS đã đưa ra một tuyên bố chung khẳng định cam kết của họ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington không tìm cách thành lập một NATO châu Á. Điều này ít nhiều khiến Trung Quốc nói riêng và nhiều quốc gia quan ngại về hiệp ước an ninh này. Thậm chí gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo hiệp ước an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia có thể kích nổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng việc liên minh này tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân. Liên minh AUKUS có tiềm năng trở thành một liên minh quân sự chính trị, không thể loại trừ khả năng NATO lập kế hoạch hạt nhân chung và tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói hôm vừa qua, không nghi ngờ gì việc Trung Quốc sẽ tiếp tục lần tới, cố gắng tạo ra nhiều sự kiện trên thực địa để chống đỡ cho yêu sách chủ quyền của mình. Cách duy nhất để chống lại điều đó ít nhất bằng biện pháp hòa bình là liên tục chứng minh rằng yêu sách của Trung Quốc sẽ không được công nhận. Điều này cũng có nghĩa Mỹ và các đồng minh phải làm điều tương tự ở Biển Đông, tăng cường thêm các thử thách cho Trung Quốc. Dù biết làm như vậy sẽ có nguy cơ vô tình đụng độ và đối đầu, nhưng không làm gì hoặc chỉ đưa ra những động thái riêng rẽ sẽ coi như giúp Trung Quốc tạo sự đã rồi. Khi đó Biển Đông nghiễm nhiên sẽ nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Thưa quý vị, báo cáo tổng hợp của phóng viên Đại Kỷ Nguyên CRU cho biết B-21 với biệt danh đột kích Raider đang được phát triển bởi Northrop Grumman của Hoa Kỳ, được cho là có khả năng xuyên thủng máy bay ném bom tàng hình, có khả năng cung cấp cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Máy bay ném bom này được chế tạo nhằm mục đích tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới. Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch đưa B-21 Raider vào hoạt động trong khoảng năm 2030. Đến lúc đó, B-21 sẽ trở thành xương sống của lực lượng máy bay ném bom trong tương lai của không quân Hoa Kỳ. Bên cạnh pháo đài chiến lược B-52, thời chiến tranh lạnh, máy bay ném bom sẽ thay thế B-1 Lancer và B-2 Spirit hiện tại. Thượng nghị sĩ Mike Brown cho biết, máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider cuối cùng sẽ được ra mắt công chúng vào cuối năm nay và sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới. Lauders đã thực hiện một chuyến thăm bí mật tới cơ sở sản xuất B-21 Raider ở Palm Beach, California vừa qua và là quan chức được bầu duy nhất đã đến thăm cơ sở sản xuất B-21. Máy bay ném bom tàng hình B-21 được chế tạo để tấn công mọi nơi trên thế giới. Máy bay ném bom chiến lược là một bộ phận quan trọng của lực lượng hạt nhân chiến lược Hoa Kỳ và là một trong những lực lượng tấn công hạt nhân TNT của Hoa Kỳ. Đội hình máy bay ném bom của Mỹ hiện là lực lượng không quân chiến lược mạnh nhất thế giới, dẫn đầu cả về hiệu suất chiến đấu và quân số. Trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ dựa vào B-21 Raider được lên kế hoạch triển khai giữa những năm 2020 và máy bay ném bom B-52 đã được đưa vào chương trình thay thế động cơ thương mại
CEAP sau nhiều lần sửa đổi và chuyển đổi để duy trì tầm hoạt động toàn cầu của quân đội Mỹ. B-21 có thể thả vũ khí và đạn dược có sức sát thương lớn khắp thế giới trong vòng 24 giờ, thông qua kết nối giữa các căn cứ ở Mỹ và các căn cứ ở nước ngoài, thực hiện các phi vụ chặn đầu hoặc tấn công hạt nhân. Khả năng tàng hình của B-21 là thách thức lớn đối với phòng không đối phương. Được thiết kế để hoạt động trong các môi trường có mối đe dọa cao trong tương lai, B-21 cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng không quân bền bỉ của Hoa Kỳ. Lực lượng không quân cũng cho biết B-21 Raider sẽ là một phần của hệ thống tấn công tầm xa thông thường lớn hơn, bao gồm tình báo, giám sát và trinh sát ISR, tấn công điện tử, thông tin liên lạc và các khả năng khác. Raider sẽ có khả năng hạt nhân và được thiết kế để phù hợp với các hoạt động có người lái hoặc không người lái. Ngoài ra, nó sẽ có thể sử dụng kết hợp rộng rãi các loại đạn tấn công trực tiếp và tấn công gián tiếp. Theo thiết kế, B-21 sẽ là máy bay ném bom tàng hình tầm xa, có khả năng mang bom thông thường và vũ khí hạt nhân. Theo nghĩa này, máy bay ném bom tầm xa là liên lục địa B-1 có thể bay gần 6.000 dặm với một tải trọng, trong khi B-2 có thể đạt gần 7.000 dặm và B-52 có thể bay gần 9.000 dặm để thay thế các máy bay ném bom hiện có và đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Lực lượng không quân cần ít nhất 100 chiếc B-21, với việc chế tạo 6 chiếc B-21 đầu tiên được tiến hành kể từ tháng 2 năm 2022. Đối với các quốc gia muốn phòng thủ trước máy bay ném bom, vũ khí được lựa chọn từ trước đến nay là tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu. B-2 có các tính năng tàng hình giống như B-21, khiến chúng khó bị các cảm biến như radar và máy bay chiến đấu của đối phương phát hiện hơn, khiến máy bay ném bom ít bị tên lửa phòng không tấn công hơn. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!